Quay quay quay. Cầm quay rồi, cây đứng ra kia. Ôi con gì á? Con gì? Vẹn. Ôi trời ơi. Ngon quá. Vẹn. Ôi chết 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 rồi. Chuẩn hàng luôn chưa? Hàng thật luôn. Vật. Con này chuẩn hàng luôn rồi. Con này không phải vẹn nữa đâu anh ạ. Chép, chép rồi. 8 lạng. Bây giờ đoán đi. Nhưng mà phải người tận đâu này. Em đi mất tầm khoảng 3 cây ấy, nó không ở đây gần nên nó không có. Lúc đấy là em không biết chỗ, nếu mà em biết chỗ là em sẽ vào đấy mua sẵn đâm ra đây là đẹp luôn, nhưng mà em ở cứ ra chỗ đó xong bắt đầu mới vòng lại. Xin mời các bác ăn gà. Đây là gà nướng, gà nướng. Như là hôm nay tôi là về Hải Phòng. Chị thấy ông bác đây là sông Đà Độ bên Kiến Thụy nhỉ? Yeah. Đây ở đây là Kiến An. À Kiến An. Đấy. Thì mấy anh em thì đây thì là cũng toàn mới gặp nhau lần đầu, cũng mấy anh em chơi với nhau cũng biết nhau qua cái kênh câu cá của tôi. Thì hôm nay là tôi về nhà vợ thì là mấy anh em ra đây chơi. Còn mua cả gà bia này. Ôi xin cảm ơn em. Mời các bác nhá. Không á, chỗ đầm sen này là câu cá rô, cá giếc này. Mấy cái đầm sen đẹp quá. Rồi, cánh đồng đây đầm sen bắt ngát này, rộng thế. Thơm chưa? Cánh đồng sen. Ôi giời đẹp quá nhiều ạ. Đấy, xin giới thiệu các bác, đây là điểm câu ở sông Đa Độ bên Kiến An, Hải Phòng. Đây gọi là núi Vọ. Một điểm câu này gọi là quá là tuyệt vời. Đằng sau tôi là cả một cái cánh đồng hoa sen đây. Mùa hè hoa sen nó chỉ còn ở mùa hè thôi. Ra đây mà các chị em mà chụp ảnh bikini đây đẹp này. Ủa, chỗ này nước trong lắm, nhưng mà chắc là đây mà câu lua được. Đây con sông Đa Độ là một trong những con sông mà được rất nhiều các anh em cần thủ Hải Phòng đến câu. Ở đây rất nhiều hàng. Bây giờ tôi sẽ ngồi ở cái khu này. Đây. Hôm nay là rất may mắn là có một chú em dẫn ra đây, chứ thực sự ở Hải Phòng tôi cũng không biết nhiều chỗ câu. Ở đây rất nhiều bèo, bên kia kín bèo nhỉ? Vâng. Sau núi này có cái ổ to đùng, người ta đóng nó ra gần giữa sông, sau núi này. Gần giữa đánh lục à? Đánh lục, anh cho. Em ta đánh cần mà... Nếu mà đánh 36. Và hôm nào xuống chỗ nào nước nó sâu, nhưng chỗ này thì đánh 36, 39 rồi đấy. Anh không thích đánh thôi, anh không thích đánh cần dài. Vâng. Ông em chỉ đánh 4 rưỡi đánh về thôi. Không thích đánh quá. Quá ra nó ra mồi nó khó ra. Ra mồi nó khó ra. Thao tác nó không chuẩn. Không, cái này
tốn công sức thôi. À, hôm nay thì tôi vẫn sử dụng mấy cái bài mồi mà tôi hay chia sẻ với anh em đấy, thì một số anh em hay hỏi nhưng mà chắc là không nghe kỹ. Thì cái bài mồi xả này thì tôi đã chia sẻ ở cái mục danh sách phát phần mồi câu cá rồi, các bác có thể vào tự xem nhé. Đấy thì cái này thì mỗi lần cho một ít. Đây là cái nước, đây là nước mẻ thì mẻ nó sẽ hiệu quả nhất, còn nếu là không có mẻ thì chúng ta có thể cho nước, cái nước bỗng rượu. Cái nước bỗng rượu là cái bã của quá trình nấu rượu. Tiện nếu mà đây nước chảy chúng ta có thể cho thêm một ít đất vào. Còn cái mồi câu thì vẫn là cái mồi cám chim thôi. Thì cám chim các bác lưu ý nó có nhiều loại, thì làm sao khi mình chọn cố gắng được cái loại đúng cái loại mà cám trứng màu đỏ này, thì cái loại này thì đánh chép nó sẽ phù hợp nhất. Còn những cái loại mà cám vàng cái thứ thì nhiều khi là rô phi nó ăn mạnh hơn. Đấy, mỗi một cái thì chúng ta nên lựa chọn cái đồ nó phù hợp để mình câu được con cá nó chuẩn hơn. Cái cám chim này thì là nó rất là mềm, không như cái cám chim vàng nó cứng. Cái cám chim này chúng ta chỉ cần cho vào nước ngâm khoảng độ 30 giây là chúng ta đã phải bóp mềm nó ra rồi. Không cần xay, không cần máy xay được. Đấy, vừa cho vào nước một tí là nó đã nát ra hết này rồi. Thì một số bác hỏi là cái tỷ lệ như thế nào, thì tôi hay sử dụng là cái cám chim này thì là nếu mình câu ấy thì ví dụ cám chim này là 2 phần, thì mình cho cái khoai lang ủ này 1 phần. Đấy, tỷ lệ là 2:1. Tức là cái gì nó phải vừa phải, không nhiều quá không ít quá. Đây anh em bảo là hay sử dụng ma túy ma túy đá. Đây là sữa bột trẻ em hết hạn các bác nha. Mình cho vào cái này, cho vào 2 thìa, mình không nên cho nhiều quá thì nó ngọt. Cái gì nó cũng phải vừa phải thôi. Trong béo hơi giả tạt chứ, béo hơi giả đầu đấy, chỗ mép béo anh đấy, chỗ thẳng chỗ đấy nhìn nhỉ. Đấy, hôm nay đang đến một điểm thiên nhiên rất là đẹp các bác nhá, vùng quê rất là yên bình. Đấy, thì có một vài cái chia sẻ các bác, thì như các bác biết thì kênh của tôi thì tôi chỉ đi câu cá tự nhiên thôi. Vì thế thì khi mọi người biết đấy, câu cá tự nhiên thì việc đi câu là cá thứ nhất là rất là khó, thứ hai là cá nó không được to. Nên mà nhiều bác mà bình luận bảo là câu cá bé hay gì ấy, thì tôi nói thật luôn, nếu các bác mà không thích câu cá bé thì có thể mời các bác sang những cái kênh câu cá dịch vụ để xem. Còn kênh của tôi thì đi câu cá tự nhiên, thì nhất là câu những cái loại cá giếc thì nó chỉ rất là bé thôi. Còn thi thoảng thì gọi là gặp may thì chúng ta có thể câu được những con cá 1-2 kg. Đấy. Và để đi quay được một cái video thì thực sự là cũng không hề đơn giản chút nào. Thì bây giờ như các bác biết thì sông ngòi các nơi ô nhiễm hết. Bây giờ không còn cá nhiều như ngày xưa, nên nhiều khi là muốn đi câu cá được thì chúng tôi phải đi khi 3-50 km thì mới đến được cái điểm câu, và đến nơi thì có khi chỉ câu được vài con cá thôi. Thực ra thì các bác xem YouTube thì các bác cũng chả mất gì. Thực ra các bác thì còn được chia sẻ những cái điểm câu cá cho những anh em cần thủ chia sẻ lại. Chẳng hạn như các bác thấy thì những cái game thủ, gọi là các game thủ, nhiều khi người ta chơi game thì những cái người mà ủng hộ, người ta thích thì người ta còn tặng tiền các thứ. Còn đối với bản thân tôi đi câu cá với cả là anh em cần thủ nói chung thì
thì các thì cũng chỉ mong là được mọi người ủng hộ. Một cách đơn giản nhất là các bác bấm vào cái nút like, chia sẻ hoặc là bình luận những cái ý kiến đóng góp, chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy, như một cái điều mà là hết sức là đơn giản, không mất thời gian của mọi người, nhưng mà nhiều khi là chúng ta chưa làm. Tôi thì là sự là may mắn thì đi đâu cũng được rất nhiều anh em quý mến và chỉ cho những cái điểm câu, chẳng hạn như hôm nay thì cũng được một chú em ở Hải Phòng chỉ đến điểm câu này, chẳng hạn như hôm nay thì cũng được là một chú em chỉ đến đây điểm câu, chứ mình tôi thì cũng không thể đi mò mẫm hết được các nơi được. Đấy, rất mong các bác là luôn ủng hộ. Đấy, video dù có hay hay không hay, và cái kênh của tôi thực ra thì tôi cũng không, các bác để ý là cũng, kênh của tôi thì cũng không thật sự nhiều người xem đâu. Cái kênh của tôi thì qua một thời gian chắt lọc thì cũng sẽ tìm cho được những cái người mà gọi là những anh em thực sự đam mê câu cá thì mới ở lại và theo tôi đi câu cá các nơi đến bây giờ. Đấy, những em anh em thực sự nào đam mê câu cá tự nhiên thì mới hiểu được là đi câu như thế nào, và những người như thế thì là rất là không nhiều. Đấy, và tôi thực sự là rất là cảm ơn những anh em đã theo tôi trong suốt bao nhiêu năm vừa qua. Đấy, và rất mong là mọi người tiếp tục ủng hộ tôi trên những cái hành trình khám phá những cái điểm câu tự nhiên tiếp theo. Và bây giờ thì tôi sẽ đi ra câu, ra kia câu tiếp. Kia là chú em đang ngồi câu ở đằng xa kìa. Thả rõ ạ. Trời đã kẻ ngẩn ngơ. Hai bịch à? Một bịch đấy. To đấy. To kìa. Nước cả, có cả nước to đấy. Đây nước to đây. Nước này nước này ngon này, nó đây. Đây. Nước này ngon đấy. Cái này làm titan cứng đấy. Mua món gì mà công phu thế? Không như mua cái gì mà lắm thứ thế? Mua cái gì mà lắm thứ thế? Em hôm nay cái đồng chí kia mà người nhà đồng chí ấy không ốm là em hôm nay là em cũng sẽ đi được. Thế nào? Đồng chí làm cùng em ấy. Người nhà đồng chí ấy ốm ấy đâm ra là. Món gì đây? Gà. Vâng. Rồi hồi là gà quay ấy. Này. Như đội em câu lục với nhau là vẫn cứ trêu nhau là người cuốn ổ. Cuốn ổ trước đúng không? Đội câu lục của em cơ mới buồn cười. Nhưng bây giờ vẫn câu lục à? Em thi thoảng bị gạ gẫm lắm thì em đi thôi. Còn vẫn đài là chính nhỉ. Em căn bản là nó do là bây giờ con cá dịch vụ ăn không ngon nữa, đâm ra là em không câu nữa. Vợ em thì nó lại thoải mái. Đây, xin giới thiệu các bác, đây là món gà quay đặc sản Hải Phòng ạ. À.
Không, không phải đặc sản đâu, đâu chả có. Quay gà, gà luộc nhiều quá. Hôm nay thì móm sao được. Ủa. Ủa anh xem đồng chí kia. Đây, chắc là bia rượu này bác cũng không chơi được nhiều đâu. Hả? Bia rượu này bác có chơi được nhiều. Em bia rượu này cũng không chơi được nhiều đâu. Thế ra là anh bình thường. Em chơi noang ngày hơn noang ngày là đã tèng rồi đấy. Rồi, mua đế lấy dép rồi. Mời các bác nhá. Hôm nay thật sự là về Hải Phòng câu thì có mấy anh em. Ôi giời ơi. Xong rồi, đấy ngồi đi. Bác có đi qua đây không? Ngồi đây à? Vâng. Ông ơi, ông ăn chưa? Ông ngồi luôn đây anh em quân. Chán, mà ta đi câu. Ông ăn cá. Bê xuống dưới. Đây, tầm này đó, ông lách qua được. Ông lách đi. Được cái nướng này à? Vâng. Ông câu con nhiều cân đấy, con 1 cân đấy. Nhiều cân đấy, con 1 cân nữa. Ủa tận đâu này? Em đi mất tầm khoảng 3 cây ấy, nó không ở đây gần đây nó không có. Lúc đấy là em không biết chỗ, nếu mà em biết chỗ là em sẽ vào đấy mua sẵn em đâm ra đây là đẹp luôn, nhưng mà em cứ ra chỗ đó xong bắt đầu mới vòng lại. Nhưng mà các bác ăn gà, đây là gà nướng. Như là hôm nay tôi là về Hải Phòng, giới thiệu bác đây là sông Đà Độ bên Kiến Thụy nhỉ? Đây ở đây là Kiến An. À Kiến An. Đấy. Thì mấy anh em thì đây thì là cũng toàn mới gặp nhau lần đầu, cũng mấy anh em chơi với nhau cũng biết nhau qua cái kênh câu cá của tôi. Thì hôm nay là tôi về nhà vợ thì là mấy anh em ra đây chơi, còn mua cả gà bia này. Ôi, xin cảm ơn em, mời các bác nhá. Vừa đang câu ở đây thì được một lúc mà chắc là người ta tháo nước, thì bây giờ nước chảy rất là to. Thì thế bảo là bây giờ chuẩn bị mưa to nên là người ta phải tháo nước trước đúng không? Vâng. Mà ở đây cứ nước chảy là nguy cơ răng rụng là rất cao. Phải không ạ? Mình ăn xong cái này phải giữ lại xương để tối nấu cháo. Thính lắm. Thế nhưng mà nó là khúc sông này à? Do trồng nó toàn nó rộng như này. Nhưng mà nó thuộc sông Đà Độ không? Không, người ta cứ ngăn lại, người ta thả. Hay là bên đằng ấy, đằng gì nhỉ? Đấy là khu nào? Hay khi anh đến rồi? Khu Hà Nhuận. Hà Nhuận đấy. Hay câu ở làm gì nhỉ? Ngọ Dương. Đấy, khu Ngọ Dương ấy. Đúng không? Khu Ngọ Dương ấy. Ngọ Dương. Mỗi nhà nó chặn một khúc ấy. Đấy, khu Ngọ Dương ấy. Đấy. Khu Ngọ Dương nó ăn thông mấy cái khúc sông trên đấy. Ừ. Đấy, câu bao tiền ngày? Không, em đây câu là ông anh giải em, ông em à, nuôi à? Ông ấy chung một cái khúc đấy này, em cứ lên em câu thôi. Nhưng mà đa số là em bắt cá mương với cá ngạo về em rán hoặc em cua. Quay. Cầm quay rồi, cây đứng ra kia. Ôi, con gì ấy? Con gì? Vần. Ôi giời ơi, ngon quá. Bên. Út chết thế rồi, đừng. Chụp mó thành công nhá. Hôm nay là về quê vợ là ok đấy. Ok. Tự tin thả dọ ngay nhá. Anh em thả dọ bên nào? Bên ao thì cho anh. Thả phát được cá ngày đấy. Dạ. Ôi trời. Chống mó. Cảm ơn. Anh em tôi mới chuyển sang ra một cái khúc sông, một cái khu khác cũng cùng con sông Đa Độ, cách cái điểm mà vừa nãy khoảng độ 2-3 km. Cái chỗ vừa rồi là nó gió sóng gió với nước chảy quá không câu được. Bây giờ chuyển ra cái chỗ này là nước sâu hơn 3-4 m để săn hàng. Nhưng mà bây giờ nước nó cũng chảy rất là mạnh.
tí nữa sẽ làm con chép 3-4 cân đây, mỗi về kho. Cần thủ này vẫn chưa chịu giật. Đang săn hàng. Đang săn hàng. Thủ này đâu à, đây rồi. Con này cũng phải đợi 8 lạng rưỡi. Con này là cũng là được 3 cốc đấy. Sắt khúc ra. Cái này được 3 cốc bia. 3 cốc bia. Ui ngon. Chưa thì không. Ui giời, đi a vừa tuyệt con chim xong. Được con chắp đấy, con này vào đầu 3. 1 3 3 2 3 ui 3 gang rưỡi. Ui là. Ui giời. Mang nó dọn đây. Thôi nhá anh em ơi. Chuẩn hàng luôn chưa? Hàng thật luôn. Vật. Con này chuẩn hàng luôn rồi. Con này không phải về nữa đâu anh ạ. Chép rồi. 8 lạng. Bây giờ đoán đi. Nhưng mà phải người cầm súng mới cảm nhận được. 5 lạng. 5 lạng thôi á. Trông cái kiểu máy này. Nhẹ thế à? Không lấy rít nhỉ? Hay là dọn bể? Lâu thế. Nhẹ. Chép vàng. Ôi, chép vàng. Thôi nhá, của anh Tất. Của anh Tất à? Ông Táo. Mai, ông Táo về trời. Con này mai chợ hàng nhá. Chợ hàng 2 lít nhá. Chúc mừng cần thủ kia, mày đã lên hàng. Thế mà nó lôi giúp đâu cần. Tất cả anh em ra hỗ trợ mà. Cá này nó nhìn toàn đại cao thủ. Chùn. Bốt à? Toàn. Dán ngon. Ngon luôn ý. Bìa thôi rồi. Này dán bìa quên rồi. Gặp mà cái chỗ lúc sáng cái lúc qua mà nó đập nhiều cá này. Ừ, 20-30 con một con. Cá chép cơ. Hải Phòng toàn hàng đấy thôi. Ôi wow. Nhiều cá. Con kia phải nặng quá rồi. Hỗ trợ. Còn kiêng quá anh em. Kiêng không? Đây. Ui giời, toàn vẹn ngon chưa? Vẹn với cả con mương. Mương. Mấy con? Tốn bia. Đấy. Thôi hôm nay là về được bữa rán bia với cả bố vợ. Anh em tôi chuẩn bị thu đồ về. Hôm nay được bữa cá nha.
Rồi bây giờ là anh em tôi đi về. Đây ở trên này còn vẫn còn mấy anh em nữa đang ngồi câu đêm. Chỗ này thì câu đêm cũng rất là đẹp. Anh em về sau nhá. Cố gắng lên hàng nhá. Đứa nào to không anh? Dọ to thế, tuyệt. Muốn về nè. Nhưng về sau nhá. Hôm nay thất bại nhỉ? Hả? Mai. Mai nhá. Cái tủ này được hắn một cái túi cá đỏ không về à? Chai nước chống bóm. Ủa, hôm kia đang rút ngó xe này. Đây đang làm đường. Đấy, câu bên cống này tép nhiều. Đấy, tầm nhiều lắm kìa. Tầm chép đấy. Đẹp vẽ đẹp đấy. Từ mấy con bé bé à. Đấy, câu bên này hay. Hôm nào câu bên này. Em muốn đánh, cả muốn đánh này. Anh thấy rô to nổi nhiều. Đấy, kìa kìa. Quần kìa. Các giáo viên học được những cách chuyên nghiệp để các học sinh làm việc nhóm với nhau, đều được đưa ra để một giải. Khi giáo viên dạy lên những nhận thức là những thứ khác thì đã trở nên cho các em được đạt được những kết quả học tập. Nếu các em học viên còn nghe từ mới, không thể đứng ngoài cuộc, thường xuyên tổ chức những buổi học để các em học những gì dạy để các em học những gì tốt.